Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã đến với một vlog nữa của Santuna Motorcycle. Đối với những bạn nào đầu tiên xem kênh của mình thì mình cũng sẽ tự giới thiệu, mình tên là Mr. Ken 79. Và các bạn đang coi video hàng ngày của mình vào lúc 7 giờ tối trên Santuna Motorcycle. Thì hôm nay ở bên quận 7 nó diễn ra một cái sự kiện, đó là Việt Nam Auto Show. Thì như hàng năm thì Việt Nam Auto Show sẽ tổ chức ở bên quận 7. Hình như vào tháng 10, tháng 11 thì như thường lệ là như hàng năm. Thì hôm nay mình sẽ dắt anh em ở bển coi thử coi triển lãm năm nay có gì khác biệt và có những cái loại xe gì mới ra, thì mình sẽ qua mình quay mình chia sẻ cho anh em. Đối với những nào ở bạn nào mà ở Sài Gòn thì mình qua thì nó tiện rồi. Đối với những bạn nào mà ở tỉnh thì có thể là khó khăn cho các bạn, thì các bạn hãy coi hết clip này có những cái gì độc lạ và những cái gì hay ho, mình sẽ chia sẻ hết cho anh em. Ok, bây giờ theo mình nha, let's go. Hôm nay mình sẽ đi bằng con chiến mã cà phê ray, chứ đi xe là 645. Có thể các bạn nói mình là sao đi xe cà phê mà mặc áo Việt Nam rồi 6 tiên. Nó đơn giản là cái áo này có thể đi nắng, thoát mồ hôi tốt thì mình sẽ chọn nó để đi ban ngày hàng ngày. Mình đã gửi xe ngay chỗ anh Hiếu Apex rồi để cho đỡ nóng. Giờ mình sẽ đi ké xe của anh Châu Ráp Kèo. Mình sẽ đi ké xe của anh Châu Ráp Kèo. Xe có máy lạnh, 4 ngựa, một động cơ 245 mã lực, 4 mâm xe màu đen bóng rồi. Ok anh em, thì bây giờ mình cũng đã đến Việt Nam Auto Show. Hiện tại là mình đang ở gian hàng của Luxit. Thì đây trước mặt anh em là chiếc LS 500H. Thì nói về Luxit thì mấy anh em là biết rồi, cái mặt ca lăng của nó thì từ xưa giờ thấy rất là ok nha. Về mặt ca lăng của Luxit thì nó là hình xương cá bất đối xứng ha. Về mí mắt thì mình có mặt giống như cái logo của xe Z400 á. Đây phần đèn, đây là hai cái dải đèn led nè, đây là hai cái dải đèn led với lại cụm bi gương cầu giờ gồm 1 2 3 4 led ha. Cái này là vừa là xi nhan với lại vừa là đèn led đờ mi luôn. Còn cái phần mặt ca lăng thì mấy anh em biết rồi, từ xưa đến giờ thì từ những cái mẫu mới đây khoảng tầm từ 2013-2014 đổ về đây thì tất cả cái dòng xe của Luxit là đều là làm cái mặt ca lăng này hết ha. Mà cái phần đặc biệt trên con xe này mà mình thích nhất đó là cái phần kiến là một với là cái phần mâm là hai. Thì như là cái phần mâm thì là mình có thể là thấy là chiếc đầu tiên của Luxit làm về cái mâm màu rơm đen. Thì giống như anh em thấy á, nó đề cái ký hiệu là LS500H, có nghĩa là Luxit 500 Hybrid, là có nghĩa là nó vừa chạy bằng động cơ xăng mà vừa chạy bằng động cơ điện. Về nếu mà đúng ra mà nói mà về cái màu á, thì mình lại thích cái màu của thằng GS350 hay là 300 hơn. Cái màu nó đậm hơn cái màu này so với cái dòng kia thì nó hơi tái. Thì cái màu này thì nhìn nó không có cứng lắm. Còn cái về cái đời này thì mình thấy cái mâm là ok, cái mâm là quá đẹp. Cái mâm là từ thiết kế cho tới cái màu sơn luôn. Cái màu sơn cái này nếu mà đúng ra cái màu này gọi là màu rơm đen.
Thì hiện tại bên xưởng mình là cũng làm được cái màu này, nhưng mà nó không biết là có bền bằng hãng hay không. Cái này là sơn nha anh em, chứ không phải là nhúng bể đâu. Tại vì mình thấy cái nước keo ở trên đó là cái nước là chụp keo, chứ không phải là cái rơm nhúng bể giống như mà bình thường mà ở bên nước ngoài ta hay làm. Đây là con lizard LF1. Bản là bản limited nha. Nói chung là cái màu này thì mình nghĩ là cho nữ đi thì thích hợp hơn, chứ còn mà cái màu này mà dành cho nam là thấy thua rồi. Về con này là thiết kế thì về thiết kế khí đồng học thì mình cảm thấy là nó thiên về những cái gì đó là nó trừu tượng, nó không gian 3D, không gian 3 chiều rồi hơn. Về góc cạnh đồ nói chung là tuyệt vời. Mâm miết đồ, mâm thì mình có cảm giác giống như mấy cái mâm mà của mấy xe siêu xe như là Ferrari hay là Lamborghini á. Tất cả những cái đường như từ tay cửa cho tới đèn trước sau đều làm góc cạnh hết. Nếu mà cái này mà đổi lại mà thành là màu xám hoặc là màu đỏ đô hoặc là màu vàng thì cái xe nó sẽ khác liền. Cái màu này thì nhìn nó có vẻ là nó yếu đuối quá. Cái phần đèn đuôi là mấy anh em thấy không? Phần đèn đuôi là nó kéo hai cái miếng mắt, nó nhọn vô trong ở giữa, nhìn nó kiểu giống như là cái chân mày của mình, nó nhìn nó rất là sắc sảo nha. Rồi ok, giờ mình sẽ qua cái xe tiếp theo, đó là con RC300 của Luxus. Thì phiên bản này phiên bản hai cửa nha. Nếu mà về cái phần đầu mình thấy nó, mình mừng tượng, mình cảm giác nó giống như cái con Z4 của BMW. Thiên về mà dòng xe sport của Luxus thì từ xưa giờ mình thấy là nó hơi hiền, nó không có dữ lắm. Nó không có nhìn, nó không có độ mà hầm hố giống như mấy cái hãng gọi là chuyên về làm mấy chiếc sport khác như Ford Mustang hay là Camaro hay là Lamborghini hay là mấy cái hãng như Ferrari, Chevrolet rồi nọ. Thì Luxus thì nó, mình cảm giác nó thiên về cái dòng xe thời trang, mà cái kiểu mà trường phái sang chảnh nhiều hơn là cái trường phái gọi là đua bơi vậy bạ. Còn về màu sơn á, thì mình thích nhất là cái màu đỏ của Bentley. Màu đỏ đô của Bentley là mình thấy là rất là đẹp. Cái này nó không có động cơ điện nha. Đây chỉ có, trong đây chỉ có duy nhất một chiếc, hình như một chiếc ở bên kia là cái chiếc GS500H, là xe đó là sẽ có động cơ điện thôi. Còn những cái xe khác hình như không có. Rồi ok, giờ là mình sẽ tới một cái con xe gọi là huyền thoại trong lòng mình, là con F1. Thì mấy anh em nào mà coi mấy cái thể thức F1 rồi thì cũng biết là cái con xe này là cái công suất máy nó khủng khủng cỡ nào ha. Thì đi qua đây mình cho mấy anh em coi tổng quan. Hầu như mình thấy tất cả những vỏ xe mà dùng trong trường đô F1 đa số là xài vỏ Fairly là nhiều. Mà cái vỏ này là cái vỏ đầu chùa. Fairly là nó chuyên về là chạy đô, là thường là đi cái vỏ này luôn. Còn về cái phần ghi đông là mà cái phần ghi đông lái là mình thích nhất rồi. Y chang giống như là những trong game luôn á. Nút ta lão bên luôn, có cái màn hình để điều khiển ở trên đó luôn. Mình thấy cái chỗ đó quá nhỏ, giờ mình không biết mình vô chỗ mình ngồi nó có lọt không. Mà cái phần mà mình thích nhất ở trên cái con xe F1 này là đó là cái phần mà điều khiển bánh lái á. Tất cả là đều bằng làm các cái thanh chấn bằng carbon hết luôn, bảo vệ ở ngoài bằng thanh chấn carbon hết. Còn xe quá nhiều tiền, chi tiết về nước sơn, về tem nó hoàn hảo, nói chung là một con xe hoàn hảo. Cái này mình nhìn xa quá, cái này hình như dán đề can chứ không phải là sơn. Chắc có thể là đây là con xe của hãng Aston Martin. Đây là con xe của hãng Aston Martin. Với đằng sau là một cái xe màu xanh GB phối với màu đỏ. Mấy em thấy cái phần bộ thần bô, nếu mà nhìn từ đằng sau tới nhìn nó y như một cái động cơ phản lực F1. Rồi thì
con này là của hãng Honda. Cái con đằng sau, con hồi nãy mình mới review cho anh em á, là con đó là của hãng Aston Martin. Thì con này là của hãng Honda. Cái phần carbon kia thì mình cảm thấy nó hơi cũ, là như hai con xe hai dáng nó khác nhau. Mình thấy cái con kia nhìn cái kiểu dáng có thể nó hầm hố hơn. Một con xe quá nhiều hãng tài trợ. Nếu mà nói mà con Mitsubishi này là cái con xe là chuyên dụng, là dùng để là đi rừng luôn, kéo rồi nọ. Thì mình thiết nghĩ là nếu mà so về với Ford Ranger với lại Mitsubishi thì mình cảm thấy là Mitsubishi nó thiết kế cái phần đầu trước thì nó đẹp hơn. Từ đèn đờ mi cho tới táp lô cho tới đèn lái thì mình thấy nó cảm giác nó quậm hơn là thằng Ford Ranger. Như anh em cũng đã thấy đây, con là con G63 AMG. Thì nếu mà nói tới cái gian hàng của Mercedes thì chắc mình cũng chỉ thích review về con siêu xe mà từng mơ ước của mình. Đây con G63 động cơ V8 như thế này, con này nó có turbo, tăng tốc từ 0 tới 100 chỉ có 4.5 giây. Bây giờ hồi xưa mình có làm một con cho anh Cường sơn phu đèn chiếu xe, mà cái con đời cũ rồi, 63 con đời cũ rồi con đời mới. Thì hiện tại trong Việt Nam Auto Show vẫn còn những cái mẫu xe rất đẹp, nhưng mà bây giờ là mình phải chạy về xưởng mà giải quyết công việc, mình không có thể mà quay thêm những cái mẫu khác cho anh em xem, mấy anh em thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ ghé qua bên Apex, mình gặp mấy anh em để bàn về cái chuyến tháng 11 này, sinh nhật team Việt Nam R6, nên là chắc là bây giờ mình phải di chuyển ra cổng luôn. Ok rồi, bye bye, xin chào mấy anh em.